Rồi các bạn ha, thì lại là mình đây. Thì trong giai đoạn gần đây, không hiểu sao mình nhận được rất nhiều những câu hỏi kiểu như thế này. Thầy ơi, ứ hiểu sao dạo gần đây em đi thi mà điểm thấp. Thế hiểu sao? Nghe buồn vậy ta. Ủa vậy chứ lúc ở nhà em có luyện giải đề không? Mà đi thi điểm nó tệ quá vậy. Dạ có chứ thầy, ngày nào em cũng giải đề. Giải như con trâu, đề nào mới ra em giải hết, không chừa một cái nào. Ở nhà giải đề nhiều mà điểm vẫn không tăng, sao kỳ vậy ta? Thế cho thầy hỏi cái là mấy cái đề mà em giải xong á thì em làm gì với nó? Dạ thì đề nào giải xong thì em ứ giải nữa chứ sao thầy, em toàn giải đề mới thôi cho nó máu. Rồi, hèn gì điểm số của em không tăng mặc dù giải đề rất nhiều là phải rồi. Đây là một cái lỗi mà thật ra thì rất nhiều học sinh của mình cũng mắc phải. Đó là nhiều bạn có một cái quan niệm thế này, đó là để thi TOEIC điểm cao á thì chỉ cần giải đề nhiều, càng nhiều đề mới càng tốt, vậy là điểm sẽ cao. Tuy nhiên đó là một suy nghĩ sai lầm nha các bạn. Bởi vì các bạn lưu ý á, mục đích của việc giải đề không phải là mình để mình giải nhiều đề mới, mà mục đích thật sự của việc giải đề á là để giúp chúng ta nhận ra những cái lỗi kiến thức mà chúng ta đang có. Bởi vậy khi mà các bạn giải xong một bộ đề thi rồi đó thì mình khuyên các bạn là các bạn nên giải lại cái bộ đề đó một lần nữa trước khi chúng ta giải đề mới. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn giải lại một cái đề mà chúng ta đã làm á thì các bạn sẽ nhận ra một cái trường hợp thế này. Đó là những cái câu mà bữa trước mình sai thì khi làm lại mình sai y chang những câu đó luôn. Ó thế mới đau. Và khi các bạn thấy những câu mình sai tới 2 lần như vậy á thì chắc chắn đó là những câu mà mình không biết gì hết, mình không có kiến thức ở chỗ đó. Bởi vậy các bạn nên ôn thật kỹ cách làm của những câu đó thì sau này gặp lại những câu như vậy thì mình sẽ không sai nữa và mình sẽ được cải thiện điểm, các bạn hiểu không? Bởi vậy mình khuyên các bạn sau khi giải xong một đề, các bạn nên giải lại đề đó để nhận ra những câu nào mình thật sự không biết làm, để rồi mình bổ sung kiến thức ở phần đó, để rồi mình sẽ không sai nữa. Đó là cách tốt nhất để tận dụng tối ưu việc giải đề. Ok. 3 days later. Dạ thầy ơi, em mới thi lại rồi, em làm theo lời thầy nói, điểm tăng rất là nhiều nhưng mà vẫn dưới 500. Ơ hiểu sao? Kỳ vậy ta? Thế cho thầy hỏi là ngoài việc giải đề ra thì ở nhà em có ôn thêm những cái kiến thức, những cái kỹ năng trong bài thi TOEIC hay không? Dạ có chứ thầy, bên cạnh việc giải đề là em có học bài, em học ngữ pháp nhiều lắm, học ngày học đêm, học không bao giờ nghỉ mà điểm không tăng, không hiểu sao? Hèn gì điểm em thấp là phải đạo rồi. Thì đây là một cái vấn đề mà mình thấy là rất nhiều bạn gặp phải trong quá trình luyện thi TOEIC. Đó là nhiều bạn khi ôn thi TOEIC á thì các bạn cứ chăm chăm luyện thi về mặt ngữ pháp thôi, tập trung ôn về ngữ pháp mà thôi. Mà các bạn nên nhớ là đề thi TOEIC có 200 câu thì phần ngữ pháp chỉ chiếm khoảng 40 câu, tập trung ở phần part 5 và part 6 mà thôi. Mà các bạn nhớ cho mình một điều á, thì 40 câu là chỉ khoảng 20% của tổng điểm. Và dù các bạn ôn ngữ pháp kỹ cỡ nào, ôn nhiều cỡ nào đi nữa thì cùng lắm các bạn chỉ đúng được 40 câu, tức là khoảng 20% số điểm. Đó là một tỷ lệ phần trăm rất thấp và nó không thể kéo tổng điểm của các bạn lên quá nhiều được. Và ở đây thì mình khuyên các bạn khi luyện thi, ngoài việc luyện kiến thức về ngữ pháp, các bạn nên tập trung vào phần nghe, tập trung luyện những kỹ năng nghe và luyện nghe nhiều hơn. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn lưu ý là phần nghe trong bài thi TOEIC á, nó chiếm tới 100 câu, tức là 50% điểm số của tổng bài thi nằm ở phần nghe. Nếu các bạn luyện nghe nhiều, tập nhiều kỹ năng về phần nghe thì các bạn sẽ tăng điểm nhanh hơn rất nhiều so với việc chỉ chăm chăm ôn ngữ pháp. Bởi vì ngữ pháp chỉ là một miếng bánh rất là nhỏ trong toàn bộ bài thi thôi. Trong khi đó phần nghe lại là phần nửa miếng bánh trong bài thi. Nếu các bạn tập trung luyện nghe thì chắc chắn điểm sẽ tăng nhanh hơn nhiều so với chỉ chăm chăm ôn ngữ pháp. Bởi vậy mình khuyên các bạn là nếu bạn nào mà đang rơi vào cái lỗi này thì hãy tập trung ôn nghe đi nha. Và nếu mà luyện nghe thì mình khuyên các bạn là nên học thêm những kỹ năng về nghe nữa. Và trong cái video của mình trên cái channel á thì mình có rất nhiều video hướng dẫn kỹ năng nghe, các bạn có thể vào đây coi nha. Rồi, đó là cái lỗi thứ hai mà nhiều bạn mắc phải. A few moments later. Dạ thầy ơi, em lại vừa thi lại rồi, em làm theo lời thầy nói và một lần nữa điểm em lại tăng. Đó, em luyện nghe nên là điểm em tăng lắm, nhưng mà thực sự là vẫn chưa được 550 thầy ạ, mới có khoảng 500 thôi. Đó, thầy có cách nào tăng nữa không? Sao kỳ vậy ta? Đã luyện đề rồi, đã luyện nghe rồi mà điểm vẫn ứ tăng là tại sao? Thế cho thầy hỏi là em ở nhà lúc luyện thi em có học từ vựng hay không?
Dạ thì cứ đùa, học tự ít thì người ta đâu có kiểm tra từ vựng đâu, người ta chỉ kiểm tra reading và listening thôi, nên là em ứ học từ vựng thôi ạ. À. Vậy thì điểm em không tăng là phải rồi. Thì ở đây các bạn lưu ý á, thì từ vựng là phần quan trọng nhất trong mọi kỳ thi. Cái này mình nói thiệt nha. Bởi vậy, khi học luyện thi TOEIC, các bạn phải kết hợp song song với việc học từ vựng. Bởi vì học từ vựng không chỉ giúp các bạn làm phần đọc mà còn giúp các bạn làm phần nghe nữa. Chúng ta phải biết cái từ đó, biết cái cách phát âm từ đó thì chúng ta mới nghe được và làm bài nghe được. Và chúng ta phải biết từ đó, chúng ta mới có thể đọc hiểu để làm part 7 được. Bởi vậy nhiều bạn khi ôn thi TOEIC, mình thấy là nhiều bạn chỉ ôn chăm chăm về việc giải đề mà lại bỏ lơi một phần rất quan trọng, đó là phần từ vựng. Và ở đây mình khuyên các bạn mỗi ngày cần phải học từ vựng ít nhất là 5 từ ngày qua ngày, và những từ vựng chuyên sâu về TOEIC thì càng tốt. Và việc học từ vựng nó sẽ giúp cho các bạn không chỉ trong phần đọc mà cả phần nghe, nghĩa là nó sẽ giúp các bạn tăng điểm ở cả hai phần thi. Bởi vậy từ vựng là phần cực kỳ quan trọng. Nếu các bạn không học từ vựng thì chắc chắn không bao giờ cải thiện được điểm đâu, và các bạn sẽ rơi vào trường hợp như các bạn học sinh vừa nãy vậy đó. Và ở đây mình khuyên các bạn là các bạn nên học những từ vựng chuyên sâu về TOEIC, chứ các bạn học những từ vựng mà nó không ra thi thì điểm số TOEIC của mình cũng không được cải thiện đáng kể đâu. Và nếu bạn nào mà muốn học từ vựng thì hãy học trong những cái test TOEIC, hoặc là các bạn có thể học trong cái cuốn từ vựng TOEIC e-test của mình. Rồi, và đó là ba lỗi những học sinh ôn thi TOEIC thường mắc phải. Nó khiến cho điểm số của các bạn không thể nào tăng nhiều được, mặc dù luyện thi cũng khá là chăm đó. Bởi vậy, ở đây, nếu bạn nào mắc những cái lỗi này, hãy sửa sai ngay lập tức nha. Rồi, hôm nay mình sẽ tạm dừng video ở đây. Nếu bạn nào thấy clip này hay, nhớ like, share và subscribe cái channel của mình để ngày càng đẹp trai và xinh gái hơn các bạn nha. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại vào lần sau.